tìm kiếm sự sống trong không gian. Đó là ý tưởng của Carl Sagan gửi thiệp chúc mừng cho hàng xóm của chúng ta trong vũ trụ. Một ý tưởng đi trước thời đại, vì chúng ta chưa thực sự gặp bất kỳ người hàng xóm nào trong không gian rộng lớn của vũ trụ. Chúng ta vẫn chưa gặp, nhưng chúng ta ngày càng gần hơn. Đó là một lời chào không chỉ bằng từ ngữ và hình ảnh, mà còn đầy các video và âm thanh về hành tinh quý giá của chúng ta. Đó là một thông điệp trong chai chúng ta đã gửi xuống biển không gian giữa các sao, nơi nó vẫn đang lướt tới 11 dặm mỗi giây về nơi vô định. Sagan nói, chúng ta làm cho thế giới có ý nghĩa hơn bằng các câu hỏi dũng cảm và các câu trả lời sâu sắc của chúng ta. Ông không sợ nói ra những tuyên bố bất thường, miễn là khi chúng còn được lưu lại bằng những bằng chứng phi thường. Có thể lúc nào đó trước khi chúng ta nghe thấy gì từ người ngoài hành tinh, người đã tìm thấy thông điệp trong chai của chúng ta. Vì vậy từ nay, thay vì chờ đợi để nghe ngóng sự sống ngoài kia, chúng ta sẽ đi tìm nó. Hãy bắt đầu ở đây, trên đỉnh Mauna Kea ở Hawaii, đài quan sát WMK quét bầu trời đêm quang đãng. Carl Sagan biết những nhà thám hiểm luôn biết rằng càng hiểu thêm về những hàng xóm của chúng ta càng hiểu thêm về bản thân và vị trí của chúng ta trong vũ trụ. Không ai hiểu tầm nhìn của Sagan hơn là Lisa Tantenegger, giám đốc viện Carl Sagan tại Đại học Cornell. Carl Sagan và cách tiếp cận của ông với khoa học đã truyền cảm hứng cho tôi. Chúng ta đang sử dụng nhiều lĩnh vực khoa học, thiên văn học, hóa học, sinh học, kỹ thuật và nhiều hơn nữa để làm công cụ chứng minh, để hiểu vị trí của chúng ta trong vũ trụ hấp dẫn này. Trước khi tàu thăm dò Voyager rời khỏi hệ mặt trời của chúng ta, nó đã thực hiện một số khám phá đáng chú ý. Nó chứng minh rằng chúng ta cần phải cởi mở hơn về nơi chúng ta tìm kiếm sự sống ngoài vũ trụ. Năm 1980, Voyager lần đầu tiên đến sao Thổ. Quả cầu khổng lồ của Hydro và bão Heli. Không có nhiều cơ hội tìm thấy sự sống ở đó. Voyager sau đó quay lại một trong số 62 mặt trăng của sao Thổ.
chụp những ảnh cận cảnh đầu tiên về Titan, mặt trăng lớn nhất của sao Thổ. Những gì nó quan sát thấy đã làm các nhà thiên văn choáng váng. Titan có bầu khí quyển dày đặc, chủ yếu là nitơ. 24 năm sau, máy dò Cassini tiết lộ nhiều hơn nữa. Trên bề mặt là những hồ lớn hydrocarbon, nền tảng cấu thành của axit amin, protein. Cassini tiếp tục trên hành trình kỳ diệu, nơi nó thấy Enceladus. Mặt trăng xa xôi, lạnh giá. Mặt trăng này có vẻ bị đông cứng, một quả cầu băng chết chóc, đến khi phát hiện điều kinh ngạc gần cực nam. Những đám nước lớn phun qua các vết nứt trên mặt băng. Bên dưới bề mặt băng giá của Enceladus là một đại dương. Nó chỉ ra rằng trái đất không độc quyền về nước như chúng ta từng nghĩ. Trên trái đất, nước là cái nôi cho sự sống. Nó có rất nhiều trên hành tinh của chúng ta và mọi động vật, mọi cây cối, mọi hình thức sống phụ thuộc vào nó để tồn tại. Biển là nơi sự sống bắt đầu. Nước là huyết mạch của sự tồn tại. Trên trái đất, nước ở thể lỏng rất quan trọng cho dạng sống trong nước, cũng như các dạng sống trên cạn. Khi chúng ta tìm kiếm thế giới ngoài hành tinh có thể hỗ trợ sự sống, sự hiện diện của nước ở thể lỏng là một đầu mối quan trọng. Nhà sinh học Chris Jones biết rất rõ động thực vật ở Hawaii, gồm những ví dụ tuyệt vời về những thái cực sự sống sẽ phát triển để tồn tại được. Một dải đá dung nham cằn cỗi. Đây không phải là nơi đầu tiên bạn mong muốn tìm thấy sự sống. Nhưng đó chính là nơi thiên nhiên giấu một vài điều ngạc nhiên. Những ống dung nham kéo dài hàng dặm. Chúng được tạo ra khi dung nham chảy ra từ vụ phun trào núi lửa cổ đại dưới lớp vỏ cứng hơn. Điều này thật tuyệt. Một Hawaii hoàn toàn khác lạ. Một Hawaii bí mật ẩn giấu. Đi về bên trái. Cứ đi thẳng. Trong nơi lộn ngược này của cây Ohia, chúng thật đẹp, rủ xuống hang động như đồ trang sức lấp lánh. They're beautiful, hanging down into the cave like sparkling jewels. Chúng tôi thật sự có thể kiểm tra. Chúng lấp lánh vì chúng ngậm nước, hơi ẩm ngưng tụ trong không khí ẩm. Cuộc sống cần nước để tồn tại. Nhìn cây Ohia cho chúng ta thấy nó có thể rất sáng tạo theo cách của riêng mình để thu thập dữ liệu. Nước với một chút carbon và một chút năng lượng của mặt trời là những thành phần đơn giản cho sự sống sinh sôi.
trong hẻm sâu của thế giới dưới đáy biển, không có ánh sáng mặt trời và áp suất nước. Nói một cách đơn giản, làm chuộng cả xương. Tuy nhiên, cách bề mặt hơn một dặm, sự sống phát triển. Các ống thủy nhiệt, rỉ nhiệt và khoáng chất từ tâm trái đất. Chúng được gọi là những kẻ xả khói đen và thải ra những đám mây lưu huỳnh, rất độc hại và khó ngửi với bạn và tôi. Nhưng với vi khuẩn biển sâu phát triển mạnh ở đây, lại là món ăn giàu dinh dưỡng. Nếu sự sống có thể phát triển mạnh ở đây trong bóng tối, với độ sâu và áp suất dưới đại dương của trái đất, còn các đại dương khác, như đại dương trên hành tinh Enceladus, trong nhiều năm chúng ta đã tìm kiếm các hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta có dấu hiệu của sự sống ngoài hành tinh, nhưng có lẽ đó sẽ là một mặt trăng lần đầu tiên xác nhận rằng chúng ta không đơn độc. Một số mặt trăng có tất cả các thành phần chính cho sự sống: nước, carbon và năng lượng. Năng lượng không phải từ mặt trời hoặc núi lửa, nhưng từ thủy triều lớn được ép chặt với lớp băng ướt và được lực hấp dẫn khổng lồ của sao Thổ kéo ra. Điểm dừng tiếp theo, các mặt trăng của quả cầu khí khổng lồ. Sao Mộc, Ganymede, mặt trăng lớn nhất trong hệ mặt trời. Lớp vỏ băng giá bao phủ người khổng lồ này che giấu bất ngờ đáng kinh ngạc. Có lẽ nhiều nước biển hơn tất cả các đại dương trên trái đất hợp lại. Và những gì đang chờ chúng ta ở đây trên bề mặt của hàng xóm chúng ta, sao Hỏa. Đây là những hình ảnh thực tế được tàu thăm dò sao Hỏa chụp, cho thấy hành tinh đỏ có lớp đất phủ trên bề mặt. Khi chiếc xe tự hành của NASA Curiosity lần đầu tiên thu được một ít đất đỏ này, các nhà địa chất thấy chúng trông quen thuộc như đất ở Hawaii. Sao Hỏa có nước, phần lớn khối lượng của nó bị đóng băng tại các cực và nằm dưới lớp đất của nó. Nước, carbon, năng lượng từ mặt trời, tất cả các thành phần cơ bản cho sự sống ở đây. Đó là lý do tại sao các nhà sinh vật học sẽ không ngạc nhiên khi tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa. Không phải loại như đĩa bay và súng phóng xạ, nhưng vẫn hấp dẫn. Đó là sự sống quy mô thực sự. Chúng sẽ phải kiên cường, chịu được nhiệt độ khắc nghiệt và bị bức xạ từ không gian chiếu liên tục. Hành tinh của chúng ta có từ trường và bầu không khí dày đặc, che chắn phần lớn cho chúng ta khỏi bức xạ vũ trụ chết người. Khi con người chúng ta lên sao Hỏa, sẽ cần rất nhiều công nghệ để giúp chúng ta sống sót.
Nhưng có một số cư dân của trái đất sẽ phát triển mạnh trên hành tinh đỏ. Bọ gấu nước là một ví dụ hoàn hảo của kẻ sống sót cực giỏi. Anh chàng Bear Grylls nhỏ bé. Trong tất cả những kiểm tra khắc nghiệt nhất, những anh chàng nhiệt tình này được đưa vào chân không lạnh giá ngoài vũ trụ và bị chiếu sáng bằng bức xạ vũ trụ dữ dội, bất lợi với con người nhưng không ảnh hưởng tới bọ gấu nước. Tôi luôn nhắc nhở về sự kiên trì của sự sống. Có lẽ sự sống trong hệ mặt trời của chúng ta phổ biến hơn nhiều so với chúng ta nhận thấy. Năm 2022, một tàu vũ trụ ESA sẽ xem xét kỹ hơn mặt trăng của sao Mộc Europa và những vết nứt đỏ bí ẩn. Hệ thống radar xuyên băng sẽ cho chúng ta thấy cái gì nằm dưới bề mặt của thế giới sức sẹo kỳ lạ này. Các nhà sinh vật học thiên văn liên tục lùng sục không gian tìm các điều kiện hỗ trợ sự sống. Và tìm kiếm của họ không chỉ ở sân sau của chúng ta. Thật sự những khám phá thú vị đang chờ đợi. Đây là các cột sáng chế đám mây khí và bụi lớn. Massive clouds of gas and dust. Đám mây bụi này là nhà máy của các ngôi sao trong thiên hà của chúng ta, giải ngân hà. Ở những nơi đáng sợ như thế này, nơi thiên nhiên tạo ra hàng tỷ và hàng tỷ ngôi sao. Và xung quanh những ngôi sao, hành tinh đó có lẽ lên tới hàng trăm tỷ, và trên những hành tinh này hoàn toàn có khả năng. And on those planets, possibilities. Một số hành tinh chúng ta đã tìm thấy lớn hơn trái đất nhiều lần, gấp hơn 20 lần tuổi trái đất. Nếu các hành tinh như vậy có sự sống, nó có thể đã phát triển xa hơn chúng ta rất nhiều. Đây là kính thiên văn Kepler, một thợ săn hành tinh đáng chú ý, đã phát hiện ra hơn một nửa hành tinh đã biết vượt khỏi hệ mặt trời của chúng ta. Nhưng bằng cách nào? Với độ nhạy phi thường, Kepler có thể khóa vào các ngôi sao xa để phát hiện nếu có gì đó đi qua phía trước chúng. Những chấm nhỏ bé làm ánh sáng của ngôi sao mờ đi một chút. Các chấm nhỏ là các hành tinh. Chỉ sau một tháng hoạt động, Kepler đã tìm thấy các hành tinh khổng lồ đầu tiên của mình. Tất cả đều lớn hơn sao Mộc. Từ từ nhưng chắc chắn, mặc dù chúng rất khó tìm, Kepler đã phát hiện ra ngày càng có nhiều hành tinh nhỏ và trong số chúng, khả năng có những thế giới đầu tiên giống như trái đất. Điều kỳ diệu khác là Kepler đã thấy cuộc tìm kiếm tất cả các hành tinh này chỉ là một phần nhỏ của thiên hà.
Cho đến gần đây, Kepler luôn tập trung chính xác vào một khu vực của dải ngân hà, chỉ trải khoảng 2% bầu trời đêm. Và trong khu vực nhỏ bé này, nó đã phát hiện hàng ngàn hành tinh quay quanh mặt trời. Tôi nghĩ rằng một trong những giấc mơ của Carl Sagan đã trở thành sự thật. Một khi Kepler đã tìm thấy bằng chứng của một hành tinh mới, dữ liệu được chuyển sang các nhà thiên văn học ở Hawaii. Kính thiên văn khổng lồ có thể xác nhận phát hiện của Kepler. Khi xác nhận đã được thực hiện, kính thiên văn có thể đi xa hơn và thực sự quan sát các hành tinh xa xôi. Hơn 120 năm ánh sáng, dấu chấm đỏ nhỏ này là hành tinh đầu tiên ngoài vũ trụ được loài người quan sát. Nó có khối lượng và quỹ đạo quanh hành tinh mẹ hơn sao gần 13 lần. Ngày càng có nhiều hành tinh xa xôi được tập trung quan sát. Khi kính viễn vọng của chúng ta trở nên thông minh hơn và mạnh hơn, chúng ta thậm chí có thể nhận ra một hành tinh với một quầng nhỏ bầu khí quyển và có thể một môi trường dồi dào cho sự sống. Lisa biết rất rõ quá trình đó. Thực tế, cô ấy đang viết sách hướng dẫn về nó. Khi ánh sáng được lọc qua bầu khí quyển của hành tinh, nó tạo ra dấu hiệu kể với chúng ta nếu hành tinh này có yếu tố cần thiết cho sự sống. Chúng ta đang sống trong thời kỳ vàng son mới của thăm dò vũ trụ. Hơn một tá tàu vũ trụ đã được gửi tới sao Hỏa. Nếu có sự sống ở đó, chúng ta sẽ tìm thấy. Điều kiện sống có ở khắp mọi nơi bạn quan sát trong vũ trụ. Và khi khả năng quan sát của chúng ta được cải thiện, khả năng khám phá và học hỏi của chúng ta cũng tăng theo. Tàu thăm dò Messenger đã thực hiện chuyến đi tới sao Thủy, nơi nó tìm thấy băng trên bề mặt. Tàu vũ trụ Juno đã bay nửa tỷ dặm để quay quanh sao Mộc, nơi mở ra những bí ẩn của người khổng lồ khí đốt. Có thể có một loại rắn thật sự ẩn bên dưới các cơn bão dữ dội trên bề mặt của nó. Và lại một lần nữa, chúng ta đã hạ cánh một tàu vũ trụ xuống sao Chổi khi nó bay qua khu vực của chúng ta trong hành trình dài quanh mặt trời. Và chúng ta đã thấy một điều đáng kinh ngạc và thiết yếu đối với cuộc sống con người: oxy. Và cuối cùng, các nhà khoa học đã khám phá ra hành tinh giống trái đất trong hệ mặt trời của chúng ta. Chúng ta gọi nó là Proxima B. Không gần chúng ta lắm. Hãy tưởng tượng rằng chúng ta sớm có thể khám phá các lục địa, đại dương và có thể là dấu hiệu đầu tiên của sự sống trên thế giới ngoài hành tinh. Đây là điều Carl Sagan cầu khẩn chúng ta làm.
Là người và sự tò mò đang giúp chúng ta hiểu rõ hơn mục đích của chúng ta trong vũ trụ. Khi chúng ta rời khỏi trái đất và du hành vào không gian, chúng ta với tư cách đại diện toàn thể nhân loại. Sự sống ngoài vũ trụ có thể là vi mô, mà có thể là một sinh vật đủ thông minh để tìm thấy tàu thăm dò Voyager và lắng nghe thông điệp trong chai của chúng ta. Ở đó, ngoài hệ mặt trời của chúng ta, hàng ngàn thế giới mới đang chờ được khám phá. Lisa Kanchanagar. Lời chào của các em nhỏ từ hành tinh trái đất và gửi lời chúc của chính phủ và nhân dân Canada đến những người ngoài trái đất bên ngoài vũ trụ. Herzliche Grüße an alle.